Ok, bắt đầu live stream. Xin chào tất cả mọi người, mình là Sport Hùng. Và sau khi tất cả các đội của đội mình đã vượt qua vòng loại của giải Cầu Lông Kawasaki, anh em đang tổ chức tập luyện và đánh kèo. Hiện tại đang là kèo lẩu. Xin chào Tuấn Quang. Tất cả 4 người xem, mọi người có thể comment một điều gì đó để Hùng biết là mọi người đang xem không ạ? Để Hùng biết ai đang xem không ạ? Xin chào Phan Phi. Xin chào Nguyễn Công Long. Bên này là Nguyễn Tùng Dương và Nguyễn Giang. Cặp đôi đến từ Thái Nguyên. Đây là trận đấu kèo lẩu nha các bạn. Bình luận viên Sport Hùng. Long. Mọi người bình luận cho Dung Giả đi nhờ. Duyên, hello anh Duyên. Xin chào tất cả 5 người xem. Mọi người có thể bình luận để Hùng biết bạn là ai không? Hãy bình luận đi mọi người. Anh An với tỷ số 5-3. Cặp đôi Giang và Dương là cặp đôi rất ăn ý đấy. Tại thôi không chém gió đâu, mà cũng đéo phải chém gió đấy. Mới đúng. Bên kia là máy đập, bên kia là máy đập, bên kia là máy đập Ngọc An. Trần Ngọc An. Trần Ngọc An đánh rất lên tay, vâng. Rất hay, rất hay. Rất hay, rất hay, rất hay. Rất buồn, rất buồn, rất buồn, rất buồn. Vẫn còn, vẫn còn. Mọi người đang xem. Chào 120 người đang xem. Nếu mọi người thấy trận đấu này hay có thể thả tim được không? Mọi người có thể thả tim được không? Thả tim thì các vận động viên đánh mới sung được. Thì mọi người cùng chia sẻ để lên con số 200 người xem nào. 140 người rồi. Lại từ số 140 rồi. Em chào anh Việt. An Ngọc Anh gặp Dương Giang. Ôi. Ok, 16 người xem. Bây giờ làm thế nào để quay được? Khó thì mẹ. Lấy đéo là 160 người xem. Phải xịn quá nên là Hùng ấn linh tinh, nghịch nghịch thế. Cuối cùng nó ra cái quái gì ấy. Mọi người mải xem quá, 100.000 hả? Bình thường, vẫn thủ được thôi. Có vợ thì mang, có vợ thì ra đánh luôn, đang đánh rồi. Đánh đến 5:30, ra đi, buồn lên. 3:30 bắt đầu mà. Xin chào 14 người đang xem. Hoặc là để sau cũng được, tùy thấy ra được thì ra. Ra đây, ra làm xem. Có bác Sơn cái thứ ở đây này. Đang đánh kèo ngầm. Đây là live stream của Trần Ngọc An, người bình luận, nhầm. Bình luận viên Sport Hùng, Sport Hùng và Sáng Bạc Tỷ. Sáng Bạc Tỷ đến từ Thái Nguyên, từ huyện Phú Bình. Anh là một trong những đại gia hàng đầu của huyện Phú Bình, đại gia trẻ. Quá ha. Dương Ngọc Sơn. Xin chào Dương Ngọc Sơn nha. Đây đang xem được. Đây em đang xem. Sao nhìn lên trên này rõ thế này. Đừng ấn linh kinh đi, cả team chưa đánh à. Anh vừa thắng kèo rồi. Ok bạn Sáng, chào bạn Sơn nhé. Xin chào Chu Thúy, xin chào Dương Ngọc Sơn. Ngọc Anh của Ngọc Sơn đang đánh trận cầu Pa Kỷ đây. 200 người rồi kìa. 180 người thôi. Tôi mệt quá, tôi nói, tôi nhắc xem. Rất hay. Trước đây đi nhặt cầu cho anh bạn kìa. Những pha đặt cầu hơn cả ném gạch. Cái này gọi là ném gì? Đập như bom. Đập như bom. 230 người đấy. Ôi 240 người xem này. Dã man chưa, một trận cầu đỉnh cao. Kết của những cái giải phong trào ngoài Bắc.
chém về. Mọi người hãy bình luận để Hùng biết mọi người đang xem. Chúng ta sẽ chém gió với nhau. Ok, xin chào Phập. Xin chào Sáng Phập. Trương Bách Phương Nam nhận kèo. Ok. Ngọc Anh. Tập này. Xin chào anh Mai Hoàng, đây là sân trường đảng ạ. Đây là sân trường đảng. Hai đôi này ngày mai sẽ bước vào vòng trong của giải cầu lông Kawasaki. Hai đôi này khá là cứng đấy. Rất khỏe. Ngọc Sơn em ơi, bình luận viên hay quá. Ok, cảm ơn Dương Ngọc Sơn nhá. Hay quá thì kiểu như là... Hay quá thì đừng xem nữa, hàng là hay chỉ nghe thôi. Ok. Hay quá. Hay quá. Nhân anh cũng bảo là ông đây anh tên là 071. Kim nuốt một lần sao khỏe thế Ngọc Anh. Ngọc Anh đang kêu rất yếu đây. Mấy anh em qua thì vừa đi uống rượu vét về là nhà thì sáng nay vẫn dậy đánh giải vẫn thắng được, sợ thật. An ơi. Nguyễn Tùng Dũng, Nguyễn Tùng Dương và Nguyễn Tùng Giang. Và Nguyễn Ngọc Anh và Nguyễn Ngọc An. Chào Thạch Thảo. Được biết Thạch Thảo cô gái rất xinh đẹp và đánh cầu rất hay nhưng mà chưa được cơ hội gặp mặt. Quá hay. Xin chào Vũ Thế Anh, cảm ơn lời khen của bạn. Chúng ta hãy tiếp tục bình luận và tiếp tục xem đường cầu hay. Hay quá Giang ơi. Đúng là kèo lẩu. Kèo lẩu nó có khác. Xin chào Tuấn Nam. Trận đấu đã kết thúc. Đôi Lan và Anh đã thua cuộc với đôi Tùng Dương, Tùng Giang. Vâng. Tùng Dương, Tùng Giang đã giành tỷ số xịn soạn. Thôi anh ơi, đến lần mình bỏ ra mình. Và chúng tôi tiếp tục livestream trận đấu đỉnh cao giữa Sapporo